chào các bạn. Hôm nay ôn Thương Hồng. Hả? Ủa, kỳ vậy? Đây là kênh của mình mà, tại sao em mình nó chen vô luôn rồi? 2, 1, 0. Xin chào các bạn đến với kênh Monster. Và dạo gần đây mấy bạn không thấy mình quay vlog đúng không? Tại mình do vô nhập học nên là mình không có rảnh để quay, mình có quá nhiều bài tập. Nên là thứ bảy chủ nhật á, mình rảnh nên là mình quay sẵn quay luôn. Bây giờ chúng ta với vấn đề chính nha. Đây là bộ Lego Space Shadow Lego City của mình. Và ba mình đổ tiền mua cho mình mà cái này mắc lắm á nha. Bây giờ mình sẽ mở ra. Đợi mình lấy cái này ra đã. Chút nữa dán sticker luôn. Bây giờ chúng ta sẽ ráp nha. Bây giờ cô hướng dẫn đây nè. Bây giờ mình phải bước đầu tiên. Bước đầu tiên mình thấy rồi. Rồi mình tháo hết mấy cái này ra luôn. Tại mấy cái bịch này không sợ bị lộn, tại nó không có đánh số. Tại cái này bộ này quá nhỏ. Nãy giờ mình xé mình quên cho mấy bạn. Mình quên cho mấy bạn thấy cái hình Lego City. Bây giờ mình cho mấy bạn thấy cái hình luôn nè. Đó. Mấy bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ lắp ráp. Mình búng tay xong liền nè. Bây giờ mình đã ráp xong rồi nè mấy bạn. Đây là cái Space Shadow của mình. Ngoài ra cũng có cái tên lửa để mình gắn vô nữa nè. Mấy bạn coi mình gắn vô nè mấy bạn. Đây, nó gắn vô vậy nè. Phóng lên. Mà tại cái màn hình iPad của mình hơi nhỏ nên là mình không có quay cái khúc nó phóng được. Cái này thật ra không phải là búng tay một phát mình ráp xong đâu. Nhưng mà tại ráp lâu lắm mà tại ba mình cắt ghép video á. Nếu như các bạn đã lỡ thích video này, hãy cho mình một like và nhớ đăng ký subscribe kênh Monster nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn.